xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong bản tin của buổi chiều ngày hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2021. Thì hôm nay có rất nhiều thông tin làm cho chúng ta hoang mang trên cái vấn đề là uh, tiểu bang California đi vào uh, điều tra những cái hồ sơ gian lận tiền thất nghiệp vậy thì ai là những cái người mà chúng ta phải lo ngại? thì Vai Sà sẽ chia sẻ cái bài báo này cho quý vị và Vai Sà sẽ chia sẻ cho quý vị cập nhật cái đường link tại vì theo như thông lệ thì 3 ngày thường là 3 ngày hoặc một tuần thì cái chương trình PBT K12 tiền thực phẩm cho các em 50 tiểu bang đó thì họ sẽ cập nhật nha vì hôm nay chính thức ngày 21 tháng 7 họ đã cập nhật mới đây rồi thì những tiểu bang 50 tiểu bang đều đã có trong danh sách nhưng mà trong mùa hè này thì ừ. um, hôm nay có tất cả tổng cộng là 30 tiểu bang thì gồm những tiểu bang nào thì bán xà sẽ chia sẻ cho quý vị này đó và sẽ chia sẻ thêm vào cái phần câu hỏi số 3 vẫn còn những cái tình hình là chúng ta cần fill nếu chúng ta đi tìm việc full time theo những cái email họ gửi đến, yêu cầu như vậy thì chúng ta sẽ có còn được nhận trợ cấp thất nghiệp hay không? Và uh, một số anh chị em tuần vừa rồi thì certify không có gì nhưng một số người tại sao lại có những cái option phải khai báo ra thì vẫn sẽ chia sẻ cho quý vị một lần nữa về cái vấn đề đó nha. Và khi nào sẽ phải liệt kê 3 chóp còn khi nào chỉ cần một thôi. Trước khi vào chia sẻ rất mong quý vị uh, like, đăng ký, share, đăng ký kênh, ủng hộ cho bác giả để nhận những cái video mới nhất và share cái video này cho bà con nhiều người cùng được biết quý vị nha. Thì cái vấn đề về cái gian lận tiền thất nghiệp đó thì giới chức của cái phối nhà ngày thứ ba 20 tháng 7 đã loan báo thuê công tố viên đặc biệt để điều tra gian lận của tổ chức tội phạm quốc tế tù nhân và nhiều người khác theo như tờ báo của Los Angeles Times cho biết ông được thuê đó là ông cựu công tố viên tên là Scott ở tiểu liên bang cả cựu ông ấy là cựu tố công tố viên của liên bang California trong thời của cựu tổng thống Donald Trump đó quý vị. Ông Scott đã từng chỉ huy đóm nhóm đặc nhiệm bao gồm các công tố viên của California công tố bắt đầu điều tra nạn nạn gian lận trợ cấp thất nghiệp vào hồi tháng 10 năm vào hồi tháng 11 năm ngoái. Ông Scott đã cùng với 9 công tố viên của quận Hẹt mở cuộc điều tra sau khi tìm thấy bằng chứng hàng ngàn đơn khai trợ cấp thất nghiệp gian lận dưới tên của tù nhân ở California, trong đó gồm một số người đang chờ tử hình. Từ đó đến nay, Sở Thất nghiệp EDD của tiểu bang xác nhận đã trả hơn 11 tỷ tỷ cho đơn gian lận và hiện còn thêm rất nhiều đơn khả nghi đối với cái số tiền trợ cấp thất nghiệp lên tới tổng cộng 19 tỷ và đang bị điều tra tiếp quý vị nha. Năm ngoái thì California đã điều đã, đã đổi, bắt đầu đối chiếu cái thông tin cá nhân của những người khai thất nghiệp với danh sách tù nhân, đồng thời thuê công ty bên ngoài để xác minh tên tuổi của người làm đơn. Năm ngoái thì California đã quyết liệt ra tay và đã nhận diện và ngăn chặn được gian lận thất trợ cấp thất nghiệp. Tiếp diễn, nay thì đã có thêm ông cựu công tố viên Scott giúp đỡ. Chúng tôi sẽ thực hiện thêm được những bước lớn hơn hướng trao quyền công cho công tố viên chấn áp những kẻ dính líu đến hoạt động phạm pháp hình sự này, theo như bà Rita, giám đốc của EDD, loan báo. Ông Scott cũng từng là công tố viên của Liên bang giám sát địa hạt bao gồm 34 quận hạt danh giới với tiểu bang Oregon cho đến Bakersfield, Bakersfield và ông Scott cũng đã được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào năm 2018 và ông đã chính thức từ chức khi mà quyền Tổng thống Joe Biden nhậm, thức, nhậm chức trong năm nay. Vào hôm thứ ba, ông Scott cho hay sẽ phối hợp chặt chẽ với nhóm đặc nhiệm bao gồm cơ quan công lực, tiểu bang và địa phương do Thống đốc Gavin Newsom thành lập tháng 11 năm ngoái. Nhóm này được Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của tiểu bang giám sát. Thì đó là cái vấn đề về cái... cái gọi là điều tra gian lận trợ cấp thất nghiệp và Vanessa cũng đã đọc ở một số tờ báo Mỹ họ cũng đã chia sẻ À, sơ qua về những cái khay ví dụ như là đa số là toàn là những cái khay giả danh giả mạo thôi là những người đã tử vong này hoặc là bị đang là trong tù và thậm chí là những người sắp sửa bị án trung thợ sắp sửa bị ra tử hình thậm chí là những cái, cái 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 án mạng những cái người mà tù nhân có những cái tội phạm rất là nặng đó quý vị có nghĩa là không thể mà ra ngoài được đó thì lại được đứng tên để mà xin cái tiền trợ cấp thất nghiệp bên cạnh đó thì có một số những cái công ty lập ra nhân viên giả để mà làm những cái hồ sơ giả để nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp này cũng có luôn. Và những ai mà quý vị đang lãnh tiền thất nghiệp nếu như cũng vì có những cái sơ sót hay là thiếu uh, thông tin bổ sung thì chúng ta không nên lo sợ trong cái vụ audit này nha, tại vì audit này chủ yếu là những cái người gian lận, họ không có đi làm, họ không có dính líu gì đến uh, uh, cái vấn đề để khai báo tiền thất nghiệp đâu quý vị, thì họ mới bị uh, audit thôi, còn lại chúng ta nếu như có bị À, lỡ sai một sai số hay là nhỡ bị nhầm hay là công theo thông tin à, số an sinh chưa được khớp hay là những cái vấn đề incom chưa có đủ bằng chứng thì chúng ta chỉ cần verify xác minh danh tính và cung cấp thêm bằng chứng lên để chúng ta những người đó họ sẽ xác minh thêm một lần nữa tại vì cái vấn đề mà à, dùng giả mạo đó thì sẽ không có đủ cái bằng chứng chứng thực để mà xác minh đâu quý vị. Thành ra những quý vị nào mà chúng ta đang xin nhận tiền thất nghiệp thì chúng ta không có lo trong cái vấn đề này quá nha. Từ những cái vấn đề này đa số là cho những cái người giả mạo thôi. Đó thì đấy là về cái phần tiền thất nghiệp và cái phần câu hỏi số 3 thì một số người nói là làm bằng điện thoại thì họ không có yêu cầu khai báo cái list uh, workshop những cái job và những cái requirement của cái mục ba cái hoạt động workshop đó quý vị. Còn lại những người làm trên máy tính hoặc là họ là gửi thư về nhà họ yêu cầu hoặc là họ gửi cái email thông báo là phải đi tìm việc full time. Đó thì từ cái ngày 25 tháng 11 này chính thức còn ai chưa nhận được thư thì EDD sẽ gửi thư và thông báo nốt cho quý vị, thành ra là quý vị Ừ. Uh, những cái tuần vừa rồi đó những quý vị nào certify qua rồi thì ok còn quý vị nào bị yêu cầu phải list cái workshop ra thì quý vị list ra thôi không có vấn đề gì cả riêng phép là s và fed id đó thì quý vị sẽ list tối thiểu là ba cái hoạt động workshop còn lại cái um, những cái khay còn lại ví dụ như ui puc ở PUA thì chúng ta sẽ chỉ bị yêu cầu là tối thiểu là một cái hoạt động workshop thôi đó thì đấy còn nếu chúng ta thích chúng ta có thể khai thêm cũng được nhưng mà tối thiểu chỉ là một thôi quý vị nha thì chúng ta khai báo ra thôi và đây là một cái sự băn khoăn của một số những bạn là Nếu như tôi nhận được cái thư phải đi tìm việc full time Vậy là tôi phải đi làm full time rồi Tôi sẽ không còn được nhận tiền thất nghiệp nữa Và rất là lo lắng Thì những quý vị đấy à, à, Bây giờ cũng đến đầu tháng 9 là hết rồi quý vị ạ Mà để mà nhận được một cái công việc để đi làm đó Nó không có đơn giản đâu quý vị Họ sẽ phỏng vấn mình Và họ sẽ phải xem xem mình có đủ năng lực phù hợp Với cái job mà mình apply hay không Rồi họ sẽ đi đến cái quyết định cuối cùng là nhận chúng ta vào làm nhưng mà khi mà họ nhận chúng ta vào làm đó là họ sẽ phải hỏi chúng ta là cái ngày nào tháng nào thì chúng ta có thể đi làm được đó thì chúng ta không có lo là chúng ta sẽ phải đi làm ngay và mất tiền thất nghiệp đâu nếu như chúng ta có lý do chính đáng ví dụ như phải ở nhà trông con cái còn chưa có đi học chưa quay trở lại trường học hay là chúng ta bị nhiễm coronavirus hay là chúng ta phải chăm sóc người bệnh bị bệnh ở trong gia đình của chúng ta thì những quý vị đó sẽ không có lo nha khi mà mình nói là mình hẹn một cái ngày xa xa ra ví dụ sang ngày 15 tháng 9 tôi có thể đi làm được chẳng hạn thì từ đấy cho đến 15 tháng 9 thì quý vị cũng vẫn sẽ nhận tiền thất nghiệp thôi. Nhưng mà em nghĩ là họ cũng không có gọi quý vị đi làm cũng nhanh được như vậy đâu. Apply xong rồi nó cũng còn nhiều cái cuộc phỏng vấn lắm chứ không phải một lần mà xong được ngay. Thì chúng ta cứ khai báo ra đến chỗ nào thì khai báo ra đến đoạn đó nên là họ hỏi cái địa chỉ của người chủ khi mà mình đi apply á thì mình cứ ghi địa chỉ đầy đủ các thứ ra thôi, mình không có lo so sợ gì cả, sợ họ liên kết để hỏi uh, confirm hay là xác minh xem có đúng hay không đó quý vị. Thành ra là chúng ta không có lo vấn đề đó nha. Đó, chưa có thể đi làm ngay được đâu quý vị ạ. Còn về cái vấn đề uh, chương trình PPT thì đây uh, cái cập nhật này mới nhất này của ngày 21 tháng 7 này thì bao gồm những tiểu bang này mùa hè này được nhận quý vị nha. Còn lại California trong không có trong danh sách của 29 30 tiểu bang này. Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New Jersey, North Carolina, Ohio, Puerto Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington State, West Virginia và Wisconsin Đó là những cái tiểu bang mà trong mùa hè này quý vị có những nơi đã đang nhận rồi, có những nơi nhận rồi Có những nơi thì chuẩn bị nhưng nói chung là những cái tiểu bang này là trong mùa hè này được quý vị nha còn lại California thì chưa thấy mới chỉ có của các em dưới 6 tuổi thôi Mặc dù California cũng nằm trong danh sách đã được approve luôn rồi Đây là danh sách tất cả 50 tiểu bang đã được approve rồi quý vị nha đó thì Phan Xào hôm nay lên chỉ chia sẻ cho quý vị những cái thông tin như vậy thôi Còn về thuế má tín dụng rồi các thứ quý vị còn chưa có nhận được thì chúng ta cứ chờ thêm nha Họ vẫn còn gửi ra thôi Còn ai mà trục chặt bị hồ sơ thuế có vấn đề thì họ cũng sẽ gửi thư cần phơm cho quý vị thôi Cho nên là quý vị cứ yên tâm không có lo là mình sẽ bị mất Cùng lắm thì sang cái file tax return năm 2021 chúng ta sẽ nhận lại hết thôi rồi và cũng xin dừng cái video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị.